quý vị và các bạn, vào chiều nay mùng 8 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội đã thông tin ghi nhận thêm một ca dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Bệnh nhân tên là NTH, là bệnh nhân nữ, sinh năm 1982 ở địa chỉ Lương Quy, Xuân Nọn, Đông Anh. Bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 8853 vào ngày 30 tháng 5. Từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6, bệnh nhân có bán rau tại chợ cửa hàng mới ở thị trấn Đông Anh. Hàng ngày, bệnh nhân thường đến chợ Vân Trì, xã Vân Nội, Đông Anh để lấy hàng. Ngày 2 tháng 6, bệnh nhân xuất hiện ho đờm và mệt mỏi. Ngày 8 tháng 6, bệnh nhân ra khai báo tại Trung tâm Y tế huyện Đông Anh, được Trung tâm lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, xét nghiệm kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy, hiện Hà Nội đã ghi nhận 2 ca bệnh tại thị trấn Đông Anh sau khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên vào ngày 7 tháng 6. Tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, thì Hà Nội đã ghi nhận 232 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến 12 chùm ca bệnh. Ngay sau khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên tại thị trấn Đông Anh, thì ngày 7 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội đã ra thông báo tìm người trên địa bàn Hà Nội đã đến liên quan đến các địa điểm chợ Tó, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh khoảng thời gian từ 3 đến 5 giờ sáng ngày 16 tháng 5 đến 28 tháng 5 đến khu vực chợ cửa hàng mới thị trấn Đông Anh mua hàng tại cửa hàng rau ven đường. Từ ngày 16 tháng 5 đến 28 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cũng đề nghị những người đã đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà, liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến các số 024 388 35560 của Trung tâm Y tế huyện Đông Anh, 0969 082 115 hoặc 0949 390 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội để được tư vấn y tế và hướng dẫn. Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên cho biết tối qua mùng 7 tháng 6, thì huyện Việt Yên đã thực hiện di chuyển 300 công nhân ở thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu đến các khu cách ly tập trung của huyện để nhằm đảm bảo giảm mật độ tại khu vực tâm dịch. Bên cạnh đó, thì huyện Việt Yên cũng chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất và khẩn trương thực hiện khử khuẩn các khu cách ly sẵn có, thành lập thêm một số điểm cách ly mới để đảm bảo điều kiện ăn nghỉ của những trường hợp này. Cũng theo lãnh đạo huyện Việt Yên, thì số lao động này đã có từ 5 đến 7 lần lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc và đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy, đến nay, huyện Việt Yên đã giãn mật độ công nhân di chuyển gần 8.000 người từ tâm dịch thôn Núi Hiểu tới các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện. Sau khi di chuyển toàn bộ công nhân, thì Trung tâm Y tế huyện sẽ tiến hành phun khử khuẩn, làm sạch môi trường khu vực ăn ở cũ của những công nhân này. Và tính đến 6 giờ sáng nay mùng 8 tháng 6, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận thêm 35 ca mắc COVID-19 mới. Các ca mắc mới tập trung tại thành phố Bắc Ninh là 31 ca, huyện Thuận Thành 2 ca, huyện Quế Võ 2 ca. Tại 5 huyện thị xã còn lại trong ngày không ghi nhận ca mắc mới, trong đó có huyện Lương Tài đã qua 23 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Như vậy thì toàn tỉnh đã ghi nhận 363 ca mắc COVID-19 liên quan đến 77 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 772 trường hợp F0 đang điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó thì 29 bệnh nhân nặng đã được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. 161 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, đã có tổng số là 335 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi và được xuất viện. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với một số tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngay trong sáng nay sau khi ghi nhận ca nhiễm COVID là kế toán trưởng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, thì lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực bệnh viện này. Tuy nhiên rằng cái việc mà ca nhiễm này nằm ngoài khu vực phong tỏa cũng như chưa xác định được nguồn lây khiến cho công việc truy vết gặp rất nhiều khó khăn. Đúng 5 giờ 30 sáng nay, toàn bộ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã bị phong tỏa. Hiện bệnh viện có 185 cán bộ, nhân viên y tế, người lao động đang trực làm việc từ đêm ngày 7 tháng 6, cùng 483 bệnh nhân nội trú và 372 người nhà chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện. Sáng nay, bệnh viện đã phát thông báo ngừng tiếp nhận bệnh nhân, chỉ trừ bệnh nhân chạy thận. Thì không lo cho bởi vì mổ thử mới ra mổ. Chăm nói để đây ra, để đây ra, chăm ốm phải đây ốm mổ, để không biết chứ ăn á. Mà chứ đừng đấy hỏi cho vô. Thực ra bây giờ thì cái phần lo lắng thì có lẽ ai cũng có cái lo lắng, nhưng mà mình cũng phải thực hiện đúng cả cái biện pháp chống dịch thì để rồi chờ cái cấp trên thì họ xem xét ra rằng thì mình được thực hiện theo đó. Cũng trong sáng nay, khu vực dân cư nơi sinh sống của bệnh nhân sinh sống là tổ dân phố số 3, phường Nguyễn Du và tổ dân phố 6, phường Bắc Hà đã bị phong tỏa. Hiện nay thì ban chỉ đạo tỉnh đã điều động
cái lực lượng y tế của các cái đơn vị bạn về để cùng với phối hợp với thành phố để mà xử lý cái lấy mẫu và truy vết và dập dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh đã họp khẩn trong sáng nay. Qua tham khảo các chuyên gia Bộ Y tế, kinh nghiệm các tỉnh thành và căn cứ tình hình thực tiễn trên địa bàn Hà Tĩnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã quyết định giãn cách xã hội thành phố Hà Tĩnh theo chỉ thị 16 bắt đầu từ 12 giờ trưa nay mùng 8 tháng 6. 15 xã phường với hơn 25.500 hộ gia đình, trên 103.500 nhân khẩu ở thành phố Hà Tĩnh trong diện áp dụng chỉ thị 16. Sáng nay thì chúng tôi họp khẩn vào chỉ đạo cho các cấp các ngành và khuyến cả bắc loa tuyên truyền cho mọi người dân là hết sức bình tĩnh. Mọi vấn đề là bình tĩnh. Thứ hai là phải có những khu phong tỏa thì phải tập trung là tiếp ứng vật cơ sở vật chất rồi là các dịch vụ đáp ứng đủ đầy đủ cho bà con ở trong vùng phong tỏa. Cũng trong sáng nay, lực lượng bộ đội hóa học quân khu 4 đã điều 4 xe tiêu độc khử trùng phòng chống COVID-19 tại xã Thạch Trung, xã Thạch Hạ, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh. Đã hơn nửa năm từ khi sạt lở xảy ra, nhưng những người dân ở vùng sạt lở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam vẫn đang sống dựa vào sự hỗ trợ. Mới nhất, đoàn cứu trợ này mang theo giường để hỗ trợ bà con. Thế nhưng chớ trêu là nhận giường mới, nhưng bà con cũng không biết để đâu vì chưa có nhà. Chưa được làm nhà thì qua quá trình đi kiểm tra của xã thì đời sống nhân dân cũng rất là khổ cực, phải sống trong nhà căn tạm dựng bằng bạt rất là nóng nực, điều kiện sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh môi trường, không đảm bảo điều kiện sống cho bà con. Hiện nay bà con rất là cực cực. Đợt sạt lở khủng khiếp vào tháng 11 năm 2020 đã khiến 97 hộ gia đình ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam mất nhà hoàn toàn. Tuy nhiên đến nay chỉ mới dựng được 43 ngôi nhà cho bà con, dù nguồn lực kinh phí được Quảng Nam đưa về địa phương đầy đủ. Vướng mắc lớn nhất hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng ở nhiều địa phương quá chậm chạp. Ngoài ra, thủ tục đấu thầu xây dựng tốn khá nhiều thời gian, khiến việc triển khai các dự án tái thiết ở miền núi sau thiên tai không đạt như kế hoạch. Phải sớm ổn định cái nơi ăn chốn ở cho bà con, để cho bà con ổn định được cuộc sống, mà nhất là cái mùa mưa bão sắp đến đây đó, khu tái định cư cho bà con ở xã có thể nói là còn rất là chậm. Mà tôi thấy rằng đây là những công việc có thể nói là rất là cấp bách. Trong đợt thiên tai năm 2020, Quảng Nam được Trung ương hỗ trợ 450 tỷ đồng để tái thiết sau thiên tai. Tuy nhiên, đã hơn 7 tháng trôi qua mà việc giải ngân nguồn vốn cấp bách này vẫn chưa hoàn thành. Trong khi đó, các khu tái định cư do cá nhân doanh nghiệp tài trợ thì chỉ mất 3 tháng là đã bàn giao nhà cho người dân. Sự chậm trễ tái định cư cho người dân thêm ngày nào là người dân bị mất nhà ở do thiên tai ở Quảng Nam sẽ tiếp tục chật vật trong cảnh nhà tạm, sống nhờ. Mùa mưa thì lại sắp đến.